Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức trụ trì. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc đến toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay Khải thành lại tiếp tục có đầy đủ nhân duyên và phước báo được uh, quay trở lại chùa Hải Vân Sơn ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ pháp thoại đến toàn thể nam nữ quý phật tử quý phật tử nhớ là hôm nay là lần thứ mấy cái thành về chùa không lần thứ mấy nhỉ à xin thưa lần thứ hai sai rồi đúng rồi lần thứ ba hôm nay lần thứ ba mới đúng đúng không ạ hôm nay lần thứ ba và hôm nay cũng là ngày thứ mấy ngày thứ ba luôn đúng là nhân duyên đúng không ạ nên lần thứ ba được quay trở lại chùa Hải Bên Sơn Mỗi lần quay trở lại đây thì khoảng cách chắc khoảng 2-3 tháng Quay trở lại một lần Dạ, 2-3 tháng thì quay trở lại một lần Lần này thì quay trở lại thì thấy chùa chúng ta cũng càng ngày càng khang trang hơn Và được biết hôm nay là ngày 14 đúng không ạ? 14 thì chúng ta sẽ có hai thời khóa Tức là ban ngày chúng ta sẽ tu bác quan trai giới Buổi tối thì chúng ta có khóa lễ sám hối nữa đúng không ạ? Dạ và ngày mai là ngày 15 và ngày 16 Là chùa chúng ta có sự kiện gì Quý Phật tử biết không À sự kiện gì nhỉ Đúng rồi Chúng ta sẽ khai móng để mà xây dựng Đại Hùng Bửu Điện Và chúng ta biết đó, Một ngôi chùa Mà xây được một Đại Hùng Bửu Điện Là xin thưa có phải là Đại Nhân Duyên Không Quý Phật tử À Đại Nhân Duyên Mà xin thưa Quý Phật tử này xây dựng cái chánh điện đó cho ai à cho đại chúng cho quý phật tử cho bá gia bá tánh đúng không ạ rồi cái chánh điện đó xây ra là ai là có quyền sở hữu cái chánh điện đó cũng là bá gia bá bá tánh tất cả quý phật phật tử tại vì chùa mà nghe chữ chùa là biết là của chung rồi đúng không ạ nên à, đại đức trú trì ở đây cũng như Chư tăng bổn tự ở đây cũng khá là vất vả và chuẩn bị rất là nhiều những cái công đoạn về thủ tục hành chính, về tịnh tài, tịnh vật, để sắp xếp mời chư vị tôn túc khả kính về nữa. Thì cái ngày đó là ngày vui chung, biết được rằng, biết được rằng khi chúng ta mới khai móng và đến cái ngày mà khánh thành là xa hay là gần, xây mấy ngày là xong. Mấy ngày? Mấy tháng? ba tháng là nhìn nhân đấy ba tháng là chùa giàu đấy <laughs> chùa thầy xây chắc ba chục năm nên chúng ta biết khởi móng để xây bây giờ bên ngoài đời tôi khởi móng xây một căn nhà là mất vài tháng rồi đấy đúng không ạ à? đấy một căn nhà là vài tháng mà ở đây chúng ta khởi móng xây dựng một đại hùng bổ điện mà diện tích cái tầng nghe là trên dưới 800 trăm mét vuông rất là rộng cho cái phật tử thì cái ngày mà chúng ta khởi móng là một ngày chung, ngày vui chung. Nhưng ngày đó thì chúng ta cũng biết là thầy trò huynh đệ Phật tử trong chùa Hải Văn Sơn càng phải nỗ lực tinh tấn nhiều hơn nữa, nỗ lực tinh tấn về nhiều phương diện, cả về vấn đề cúng dường, tịnh tài, tịnh vật và quan trọng hơn nữa đó chính là sự nỗ lực tu tập, nỗ lực tu tập. Một ngôi chùa khang trang, nhưng mà trong cái ngôi chùa to phật lớn đó mà không có quý thầy chân tu mẫu mực không có đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm không có mọi người về đây cùng chung tay góp sức trong vấn đề xây dựng và vấn đề tu học thì xin thưa chùa đó xây to đẹp giá trị lấy không nhiều không nhiều còn có thể rằng có thể rằng nha ví dụ chùa chúng ta đang ở ngồi đây thì mỗi lần gặp đại đức thì đại đức rất là là lo lắng và thương tưởng quý phật tử thực chất đó, quý phật tử biết đó, quý thầy ở trong cái phòng mười mấy mét là đủ rồi có một cái đơn một cái giường nằm hai mét là đủ rồi quý phật tử không cần đâu nhưng mà trang trở sao ví dụ quý phật tử hôm nay về nghe pháp hơi đông chút xíu là ngồi ngoài kia là nắng rồi mà may á hơi nắng chút xíu còn đỡ lỡ mùa mưa mưa xuống chúng ta có ngồi ngoài kia được không không ngồi được nên là đức rất là là lo lắng để làm sao để có được một cái ngôi giảng đường để có được một cái đại hùng bửu bổ điện làm nơi tu tập cho cho đại chúng à nên chúng ta đang ngồi ở đây mặc dù điều kiện chưa đủ ngày ngày kia chúng ta mới khởi móng xây nhưng mà hiện tại các thanh đã thấy cái chánh điện của chùa hải văn sơn cái dạng đường của chùa hải văn sơn đã có về mặt tinh thần rồi tinh thần rồi và quý phật tử hãy tin rằng khi chúng ta tinh tấn tu tập trên dưới một lòng thương yêu nhau đoàn kết với nhau và tu đúng chánh pháp thì chắc chắn long tần hộ pháp chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho chúng ta sớm thành tựu được cái đại hùng bửu điện và khu giảng đường. Tại vì chúng ta biết đó, trong đạo Phật thì nói đến chánh báo và y báo. Chúng ta có nghe định nghĩa này chưa? Chánh báo và y báo. Có nghe chưa nhỉ? Cái thành có giảng bài chánh báo và y báo hai phần luôn ở chùa Tương Mai Hà Nội. Cái thành nói sơ chút xíu thôi. Ví dụ này. Chánh báo đã nói cái chánh là cái chính mà, Đúng ạ. Thì chánh báo nó sẽ quy định y y báo. À, nên bây giờ cái y báo tức là cái ngôi đại hùng bửu điện, cái ngôi chánh điện xây bên ngoài bằng gạch, bằng đá, bằng xi măng, bằng cốt thép gì đó, đúng ạ, đó là y báo. Nhưng để có được cái y báo đó phải có chánh báo. Tức là để xây được một cái ngôi đại hùng bửu điện một ngôi chánh điện bằng vật chất bên ngoài thì chúng ta phải xây dựng cái ngôi đại hùng bửu điện bằng tinh thần trước bằng tâm linh trước mà hôm nay không phải là ngày chủ nhật không phải là ngày thứ bảy cũng không phải là buổi tối đúng không ạ mình phải sắp xếp công việc mình phải đi làm mình ở nhà lo cho chồng cho con cho cháu nhưng vẫn sắp xếp tới chùa nghe pháp rất là đông ngồi tràn ra bên ngoài tức là hai ngày nữa chúng ta mới khai móng đại hùng bửu điện Đúng không ạ? Còn giảng đường thì chắc là phải xây xong chánh điện rồi mới tính tới giảng đường. Nhưng hiện tại chúng ta ngồi đây, chánh điện đã có rồi. Chánh điện đã có rồi. Chúng ta ngồi đây, giảng đường đã có rồi. Tại vì sao? Tại vì có quý thầy là những trụ cột của chánh điện đó. Có quý thầy là trụ cột của ngôi giảng đường đó. Và quý Phật tử là gì? Là những cái mái, cái cột, cái chèo, cái từng viên ngạch, từng viên đá đang ngồi ở đây nên mà khi thấy được cái sự hoan hỷ thương tưởng lo lắng của đại đức trụ trì đến với quý Phật tử và thấy quý Phật tử điều kiện và chất chùa chúng ta còn sơ cơ đúng không ạ, à? nhưng ai ngồi cũng tra nghiêm thanh tịnh để tu tập và nghe pháp thì cái thành biết chắc chắn một điều rằng cái ngôi đại Hùng bổ điện của chúng ta và tương lai là ngôi giảng đường của chúng ta sẽ sớm được xây dựng và khi xây dựng xong rồi cái thành tin chắc một điều quý Phật tử về chùa tu tập càng ngày sẽ càng đông hơn nữa chúng ta cùng cầu nguyện phật gia hộ điều này đó là nói tương lai xa bây giờ chúng ta nói tương lai gần tức là hai ngày nữa ngày đó lỡ có đám cưới có đám dỗ có đám kỵ đủ các loại đám tại vì cuối năm rồi nhiều đám lắm nhưng mà ngày đó không quan trọng bằng việc chúng ta lên chùa tại vì sao cái phật tờ biết không các vị hòa thượng tôn túc lớn các Tần biết là Đại Đức ở đây có thể mời rất nhiều vị đại đại đức thượng tọa và đặc biệt một số vị hòa thượng đạo cao đức trọng về đây chứng minh cho chúng ta. Mà các vị ở xa còn về được với chúng ta đúng không ạ? À? Vậy chúng ta là Phật tử nhà mà. Thì ngày đó chúng ta có đi không? Có phải đi mà một mình mình đi đủ chưa? Chưa, vì sao? Đi đâu có thể một mình Đi chùa thì phải nhiều mình cùng đi Thế gian mê đắm làm chi Về Hải Vân Sơn thì cùng nhau tu tập tinh tấn Được không? Được nha Nên buổi sáng đó như thế nào? Mặc đồ đẹp Đồ đẹp là sao? Con áo tràng Thì áo tràng ủi lên chút xíu Cho nó thẳng Tóc tai gọn gàng chút xíu Đúng không ạ? Đẹp lên Rồi mình mời thêm người thân trong gia đình của chúng ta này Hàng xóm láng giềng đi từng nhà, gõ từng cửa, mời từng người tới chùa Hải Văn Sơn để dự lễ. Để chúng ta tạo thành một cái sức mạnh tâm linh đủ mạnh, đủ lớn. Để chúng ta chiêu cảm được, đúng không ạ? Chúng ta cảm ứng được Đức Phật, cảm ứng được chư vị Bồ, Bồ Tát. Thì cái thành tin chắc chắn một điều rằng, cái ngôi Đại Hùng Bửu Điện sẽ sớm xây dựng. Và khi ngôi Đại Hùng Bửu Điện này sớm xây dựng xong, thì chúng ta còn ở trên cuộc đời này bao nhiêu năm? Thì bấy nhiêu năm chúng ta được lợi ích. Và lỡ cơn gió vô thường có đi Thì xin thưa quý Phật tử Chúng ta còn lợi ích không? Có không? Có, tại vì chúng ta làm sao? Để cái ngôi đại hùng bổ địa này vẫn còn tồn tại Chúng ta có thể ra đi Tại vì sao? Ăn cũng hết Mặc cũng Cũng mòn vào chùa công đức Phước còn mai sau À, thế là chúng ta có ra đi đi chăng nữa Nhưng mà còn con của mình Còn cháu của mình về đây tu và trong vòng luân hồi tái sinh nếu chúng ta chứng đắc các quả vị đặc biệt là tứ quả a la hán giải thoát giác ngộ thì thôi đúng là tam quả thì bất lai like rồi nhưng nếu chúng ta chưa chứng quả mình còn quay lại đây thì xin thưa cái ngày chúng ta tu tập bác quan trai giới ở đây này cái ngày chúng ta dự lễ ở đây này rồi đủ nhân duyên chúng ta sẽ quay trở lại mấy chục năm nữa quay trở lại có chánh điện ở đây có dạng đường ở đây, có khu nhà tăng ở đây, có khu nhà khách ở đây, đúng ạ. À. Có nhà bếp ở đây, nhà vệ sinh ở đây. Rồi chúng ta lại tái lai, quay trở lại chùa, tinh tấn mà tu tập. Nên cứ về chùa bao nhiêu thì lợi ích bấy nhiêu. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý nha. Nên ngày đó nhớ là đi nhé, một người rủ được mấy người? Bây giờ đặt chỉ tiêu nè, một người rủ được mấy người? Chỉ tiết là ngày đó cái dành bệnh, tại vì là mới nhận được tin của Đại Đức thôi chứ nếu mà cái thành rảnh cái thành cũng sẽ ra đây với đạo tràng. Chi tiết là ngày 16 cái thành đi giảng ở Thanh Hóa, 17 giảng Thanh Hóa. Rồi tối 17 lại về lại giảng ở Đồng Nai, rồi 18 rồi ra Hà Nội giảng đã một tuần 10 ngày vậy đó. Thế là không có thời gian. Nên rất là tiếc. Thì nếu cái đó đi được cái thành sẽ đi thứ hai nữa tới đó. Dạ thầy, thầy, hôm nay cũng rủ được 3 người, tặng 3 món quà. Dạ thầy, hôm nay cũng rủ được 10 người, tặng 10 món quà. Nhưng bây giờ ví dụ ngày đó không có cái thành tặng thì có đại đức tặng và nếu đại đức bệnh viết quá thì ai tặng? Chính xác Phật tặng. Mà Phật tặng món quà của Phật và món quà của quý thầy quý vị tự nghĩ là quà nào chất lượng hơn? À, trời khôn ghê nhỉ. Biết quà Phật chất lượng hơn luôn. Đúng ạ. Phật sẽ gia hộ cho chúng ta có sức khỏe, bình an, trí tuệ, đúng ạ. Nên ngày đó ráng đi nhé. Nhớ phải đi và rủ thêm càng nhiều người đi chùa cả càng tốt, đó là phước báo tâm linh của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề sẽ nghe Pháp nhé, sẽ nghe Pháp. Bên ngoài quý Phật tử có nghe rõ không? Ngoài kia nắng quá không? Có bôi kem chống nắng sợ đen da chưa? <laughs> Hy vọng là năm sau, đúng không? Chúng ta quay trở lại đây thì lúc đó cái ngôi Đại Hùng Bổ Điện và ngôi giảng đường chúng ta đã định hình rồi, đúng không? Chúng ta sẽ giảng Pháp và nhiều Phật tử hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta cứ tu tinh tấn, Tu xong rồi công đức một ngày tu bác quan trai giới Chúng ta chuyển vào một tài khoản Tài khoản gì? Tài khoản gì? BIDV hay Vietcombank? Tài khoản gì? Tài khoản giác ngộ giải thoát Đúng ạ à? tài khoản giác ngộ giải thoát Và chúng ta hồi hướng công đức để cho Những cái công trình Phật sự ở chùa Hải Văn Sơn Sớm thành tựu đưa vào hoạt động Tại vì chúng ta nghĩ này Chùa chúng ta xây dựng mới sơ cơ mà đã tu tập đông như vậy rồi, mà nếu xây dựng xong nữa thì chắc chắn Phật tự về chùa sẽ sẽ đông hơn nha. Nên hôm nay quý phật tử ráng tinh tấn tu tập và trong xuyên suốt cái thời gian mà khởi móng xây dựng ngôi đại hùng bổ điện thì chúng ta cũng khởi móng xây dựng xây dựng gì? cái ngôi đại hùng bổ điện trong tâm của mọi người, tinh tấn nhiều hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phụng sự nhiều hơn nữa, công đức nhiều hơn nữa, nghe pháp nhiều hơn nữa. Rồi chúng ta công phu nhiều hơn nữa Hồi hướng tất cả công đức Thứ nhất giải thoát giác ngộ Kế đến làm gì? Để chùa chúng ta hoàn thành các sứ mệnh của Phật giao Được không quý Phật tử? Được không? Nên hôm nay là lần thứ ba Các thành được quay trở lại chùa Hải Vân Sơn Chia sẻ pháp thoại đến quý Phật tử Hôm nay thời tiết thì nó dễ chịu hơn lần trước Đúng không? Lần trước thì nắng nóng lắm Hôm nay là phải quàng cái khăn để giữ ấm cổ Nhưng cũng may là không quá lạnh Nhiệt độ ở đây giống như trong phòng máy lạnh thôi Bây giờ là khoảng hai mấy độ nhỉ 19, hai mấy độ rất là mát đúng không ạ Mà trời mát thì chúng ta cảm thấy rất là thư thới nghe Pháp Chỉ có một điều là dễ ngủ thôi Nên nhớ lâu lâu á Nhớ cho tràng vỗ tay để bình tĩnh ngủ Hoặc người kế bên ngủ cũng giật mình tỉnh giấc Được không? Được nha, dạ rồi Và ngay Pháp đó Tay là vỗ một chuyện nè Tay phải lắng nghe, đầu óc phải tư duy Và mặt phải cười có nhiều người giảng nhìn mặt quý Phật tử hầm hầm sợ quá không dám giảng Nên nhìn tới đâu chúng ta cố gắng là tươi Đúng không ạ? Tại vì tâm xin Xin tướng và tướng nó tác động đến cái Cái tâm của mình hãy cười lạc quan yêu đời Đừng có cười hô hố hoa há Dơ hết 10 hàm răng là được Còn là chúng ta cười Mà làm sao để tỏa ra cái năng lượng yêu thương đến mọi người thì Rất là tốt Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Vậy bây giờ đã sẵn sàng nghe Pháp chưa chẳng sang rồi hình như đang live stream đúng không? đang live stream hả? À, đang live stream thì quý Phật tử nhớ tươi nhá, tại vì bất cứ lúc nào góc máy cũng có thể tới mặt của mình. lúc tới cả là cười tươi liền để cho biết là Phật tử Hải Vân Sơn vô cùng tuyệt tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đề tài pháp thoại trong khóa tu một ngày an lạc cũng là khóa tu bác quan trai giới tại chùa Hải Vân Sơn Đà Nẵng. Cái thành xin được gửi đến toàn thể nam nữ quý Phật tử đề tài pháp thoại đó là tướng mạo của người trí kính mời đại chúng cùng lắng nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật lẽ thông thường thì chúng ta hay khen mình mà chê người hay là hay khen người chê mình bây giờ thú tổ chức bình bình đi hôm nay là ngày 14 bốn này bây giờ nè thông thường thứ nhất mình hay khen bản thân của mình hay chê người khác thứ hai hay chê mình mà khen người thường thường một hay hai một hay hai ai một đâu giơ tay coi tức là hai khen mình mà chê người giơ tay một người rất can đảm hai người ai nữa hôm nay 14 bốn sám hối mà rồi ai chọn không phải chọn mà thường thường á mình hay như thế nào chê mình mà khen người ai làm được điều này giơ tay một người hai người nhiều hơn Trời ơi, có chắc không vậy trời? Chắc không? Chứ bạn tên của thầy á, thầy hay khen thầy mà hay chê người khác lắm. Hay chê người khác lắm nha. Yeah. Tại vì sao? Tại vì chúng ta hay bị một cái bệnh như này. Lỗi mình thì giấu kỹ như kẻ gian giấu bài. Đúng không ạ? Giấu kỹ lắm. Còn lỗi của người vật lá tím, tìm sâu mà không tìm ra sâu thì làm sao? Ráng tìm được cái trứng sâu. Lỗi mình thì dấu kỹ, nhưng mà lỗi người khác á, giống như tìm thóc trong trong gạo. Gạo nó trắng tinh nè. À. Nhưng mà phải cố gắng môi móc lên để tìm được vài hạt thóc còn sót lại. Tâm lý chung của chúng ta là vậy. Ít ai mà phơi bày lỗi mình ra trước mọi người. Thường thường là vậy quý Phật tử ạ. À. Đó là bản chất đấy. Là chúng ta phải nhìn thấy điều đó để mình tin tánh tu. Lỗi lầm không có gì đáng sợ cả Đáng sợ là gì? Không biết lỗi Không nhận lỗi Không xấu hổ trước lầm lỗi Và không hối hận trước lầm lỗi mà thôi Tại vì sao? Tại vì ai cũng thế ít nhiều đều lỗi Chỉ khác nhau biết lỗi hay không mà thôi Ở đây quý phải tử con lỗi không? Còn không? Còn đố có vị tử thầy còn lỗi không? Trời ơi nó to quá vậy trời lúc đó giả bộ không biết đi nhờ nói to thế. Thầy trò chúng ta còn lỗi đúng không ạ? Nhưng khác nhau một điều vậy đề, Đức Phật lại nói có hai hạng người đáng quý. Hạng người đáng quý thứ nhất là gì? Không có lỗi lầm. Hoàn toàn không có bất cứ một lỗi lầm dù nhỏ nhất cũng không có. Lời nói không có lỗi lầm, ý nghĩ không có lỗi lầm, hành động việc làm không có lỗi lầm. Đó là hạng người đáng quý đầu tiên ở đây có ai không ở đây có ai không chắc có chưa kiểm tra lại hồi nãy giơ tay nhiều lắm mà có không không hả nếu có lên ngồi với phật tại vì xin thưa chỉ là một vị tánh tứ quả thì hoàn toàn không có lỗi lầm còn thầy trò chúng ta lúc nãy nói đấy còn lỗi chứ đúng không ạ à? nhưng hàng người số hai đáng quý là gì Mặc dù còn lỗi lầm nhưng có tàm, có quý Có tàm, có quý là gì? Biết xấu hổ, biết sợ hãi trước lầm lỗi của mình Biết ăn năn biết sám hối lỗi lầm của mình Thì chúng ta vẫn được xem là người cao quý số 2 Đó là lý do vì sao ở chùa Một tháng có hai khóa lễ sám hối là ngày 14 và ngày 3 30 Tới chúng ta như thế nào? Chấp tay tụng kinh sám hối thành khẩn Với Phật, với Pháp, với tăng thậm chí một số nơi họ phát lồi sám hối nữa cơ phát lồi sám hối là sao họ chắp tay lên họ quỳ trước phật quỳ trước chư tăng họ dám nói ra những lỗi lầm từ thô cho đến tế từ lớn đến nhỏ cho tất cả mọi người đều nghe mình có dám không không dám đâu nhỉ nói với phật dám không dám tại vì phật nói với phật xong phật đâu nói cho ai nghe đâu thậm chí nói với thầy được không? cũng được, tại vì thầy từ bi cũng không nói với ai nghe, mà cái đạo tràng đây 200 người, trong 200 người này ít nhất sẽ có 199 người nhiều chuyện, đúng không? nên cái tâm lý lỗi lầm thì nhiều lúc mình biết, nhưng mình chỉ sám hối với Phật, sám hối với quý thầy, còn mà để mà phán lồ sám hối với đạo tràng mình ngại lắm, tại vì sợ 200 người 190 người không nói mà 10 người biết bắt đầu họ nói nguyên Đà Nẵng này ai cũng biết u cái bà cái hôm nay tôi tới chùa Hải Văn Sơn nha bà quỳ lên bà nói bà chửi chồng bà đánh con bà giật nợ rồi bà đi hốt hủi ví dụ vậy thì bao nhiêu người biết nên là lúc mình ngại mình ngại nên thông thường chúng ta sám hối với với Phật tại vì Phật có từ bi có trí tuệ không bao giờ vì chúng sinh có lỗi mà ngài ghét bỏ cả còn lại chúng ta này Thường thường đó mình thấy ai lầm lỗi nếu mình không có tu là bắt đầu mình chỉ trích, mình lên án, mình ghét bỏ, mình thị phi, mình rêu rao cái lỗi lầm của người đó đến với người khác. Mà đáng ra mình là người có tu đó. Thì mình biết nè, mình có thể không phạm cái lỗi này. Đúng không? Chúng ta có thể không phạm lỗi kia. Nhưng, nhưng làm sao? Nhưng làm sao? Nhưng có thể mình phạm lỗi khác. Còn người kia họ có thể phạm lỗi này Phạm lỗi kia Nhưng cái lỗi khác họ không phạm như mình Biết được điều đó rồi Thì khi ai có lầm lỗi Chúng ta có ghét bỏ không quý Phật tử Chúng ta có rêu ra cái lỗi lầm đó không quý Phật tử Dạ không Mà mình sẽ bao dung độ lượng với lầm lỗi đó Còn lỡ mình có lầm lỗi Thì mình lại như thế nào Nghiêm khắc và sám hối lầm lỗi đó Đó là thái độ của người có Có tu đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không nên từ đây về sau hãy nhắc rằng Nếu mình có lỗi phải tự biết lỗi Sám hối nghiêm khắc với lòng lỗi đó Nếu mình không biết lỗi mà được người khác Có trí tuệ, có tình thương yêu chỉ lỗi Thì chúng ta phải biết ơn người đó Và phải sửa cái lỗi đó Xem người đó là ân nhân của mình Xem người đó chỉ lỗi cho mình Cũng là chỉ chỗ chốn Chôn vàng Còn lỡ mình thấy ai đó có lỗi lầm Thì chúng ta như thế nào không hà khắc với họ Phải thương, phải giúp Tại vì biết họ làm cái lỗi đó thì ai là người đau khổ? Ai? Chính họ đau khổ Tại vì sao? Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là kết quả là thừa từ của nghiệp Tức là lời nói của chúng ta, ý nghĩa của chúng ta, việc làm của chúng ta Tốt thì mình quả báo lần, ai hưởng? Mình hưởng còn lời nói Việc làm ý nghĩ bất thiện Tạo ra quả báo ác Ai nhận Mình nhận Và mình, mình tu rồi mình biết nhân quả Mình thấy người kia làm điều ác Làm điều sai Mình chỉ ghét cái ác Ghét cái sai Chứ không được ghét người đó Mà phải thương Có điều kiện Giúp đỡ Góp ý Chia sẻ Và chỉ lỗi Trong tình thương yêu Hiểu biết và trí tuệ để người đó có thể thay tâm đổi tính được không ký Phật tử. Được không? Chứ nếu vào đạo tràng thấy người này sai à, lời ăn tiếng nói hơi thô táo, hành động đi qua đi lại hơi thô táo, bắt đầu tâm tâm khó chịu nha. cái bà này tại sao nghe giảng không nghe đi qua đi lại? Bắt đầu tâm mình khó chịu. Có đấy quý Phật tử. Rồi lỡ cái người này hơi lớn tiếng với đạo tràng là bắt đầu mình có khó chịu không? Có khó chịu, đúng không ạ? Tức là mình hay hướng ra ngoài, Ai làm một điều gì đó sai, ngay lập tức cái tâm chúng ta bám vào đó mình trách mình ghét liền. Có không? Có mà lúc nãy thầy trò chúng ta đã nói rồi, mình đã hoàn hảo chưa? Mình còn lỗi lầm không? Còn thế là tại sao không nhìn lỗi mình mà sửa? Phải sửa mình trước. Mình vào mình tu. Mình nhìn lỗi mình, ai cũng nhìn lỗi mình, tự nhiên đạo tràng nó êm liền. Chắc chắn quý Phật tử tại vì ai cũng hướng vào trong, hướng nội, soi xét lại chính mình đúng ạ à, sửa lỗi trên mình còn vào cái đạo tràng mà nãy giờ thầy cho chúng ta nói không ai hoàn hảo cả mà người không hoàn hảo đi nhìn lỗi người không hoàn hảo rồi người kia là nhìn lỗi người này cả đạo tràng soi mói nhau ba ngày giải tán khỏe tu gì nữa vào đây là soi nhau nên nếu mình tu đúng vào đây là nơi mình quét rác quét rác quét rác gì quét rác lầm lỗi trong tâm của mình còn nếu vào đây mình chỉ lỗi người này, mình chỉ trích người kia, mình lên án người nọ chẳng hạn, thì mình đang gom rác, gom ve chai. Nên tu là quét rác hay là gom rác? Quét rác có chắc không? Vậy muốn quét rác thì hãy nhìn vào mình hay nhìn vào người? Nhìn vào mình trước. Còn cái lỗi lầm của người, từ từ đó. Đầu tiên là có Phật chứng minh. Thứ hai là có ai? Có Quý Thầy. Đúng không ạ? Quý thầy góp ý Và mình cũng có thể góp ý Nhưng không phải giai đoạn đầu Giai đoạn đầu tu tập phải nhìn lỗi mình trước Tu tập một thời gian lỗi lầm chúng ta như thế nào? Vơi, mỏng dần Đạo đức chúng ta tăng trưởng Trí tuệ chúng ta khai mở Tâm linh chúng ta tiến bộ Lúc đó mình đủ khả năng góp ý Lúc đó mình góp ý Thứ nhất là không vì sanh hận mà góp ý Thứ hai góp ý về tình thương Thương yêu Thứ ba mình góp ý không phải là gì hạ uy tín của người đó mà giúp cho người đó thấy thấy lỗi. Thứ tư, mình giúp người đó không phải là đố kỵ ganh ghét mà mình giúp người đó để làm gì? Để người ta càng ngày càng tốt hơn. Nhưng giai đoạn đầu mình chưa tu thì mình tức mới góp ý. Ghét mới góp ý. Đã cái nừ mới góp ý làm người kia mất uy tín xấu hổ mới góp ý hoặc là đố kỵ mới góp ý. Thì thôi, tốt nhất giai đoạn đầu mới vào tu quay nhìn lỗi chính mình đừng nhìn lỗi ai cả được không quý phật tử được không nên lẽ thường nên lẽ thường ai cũng nghĩ mình hay ai cũng nghĩ mình giỏi ai cũng nghĩ mình thông minh và ai cũng nghĩ mình tài trí nhất cả hiếm khi nào mà chúng ta tự thừa nhận là chúng ta thiếu thông minh chúng ta kém trí tuệ thậm chí khi mà cái lỗi đó đã rần rần rồi và thấy rõ chúng ta kém trí tuệ thật chúng ta kém thông minh thật nhưng mà nhưng mà lúc đó mình lại không nhìn lỗi đó tìm cách đổ lỗi do trời nắng do trời mưa do hoàn cảnh do người này do người nọ nó trời ơi tại sao mà cô dữ quá do chồng chồng của tôi như vậy làm sao sống nổi với ông rồi tại sao cô không ái ngưỡng cho đứa con nó hết dịch lắm không được Tại sao cô ra đường của dữ quá trời ơi Làm sao cuộc đời này mà tôi hiền chắc là leo đầu leo cổ tôi rồi Tức là cái hung dữ của mình Cái tham lam của mình Cái si mê của mình Mình thấy nhưng mình không chịu nhận Đổ lỗi cho hoàn cảnh Đổ lỗi cho người này Đổ lỗi cho người Người kia Mà tu là đổ lỗi Là sai rồi Đúng không? Nên lẽ thường Hay thấy mình giỏi Thông minh Tài trí Hiếm khi mình thấy mình kém trí tuệ thiếu thông minh và thậm chí khi mà sự thật đã rành rành đôi mình lại tìm cách đổ lỗi cho người khác hoặc là đổ lỗi cho hoàn cảnh bên bên ngoài thì xin thưa quý phật tử tu như vậy tiến hay là lùi chắc chắn là lùi mà tiến thì gần với phật tu đúng cứ một bước gần về với phật phật đang đợi chúng ta mà trong vô minh con dại khờ bỡ ngỡ lạc lối về lo sợ trốn rừng hoang đời tâm tối con cùng tự lang thang mơ tìm được người dẫn đường cao cả phật đã đến mở hướng về vô ngã đưa con qua khỏi biển cả phù sinh sưởi ấm con bằng ngọn lửa tâm linh thức con dậy ngắm bình minh bách diệt tức là đức phật thấy chúng sinh ngủ trong một cái giấc ngủ tham sân si mà ngài là một người tỉnh thức tỉnh thức và giác ngộ và khi ngài đã tỉnh tức giấc ngủ rồi, ngài nhìn xuống chúng sinh, ngài nhìn xuống đàn con của mình vẫn còn say trong giấc ngủ, danh lợi, vẫn còn say trong giấc ngủ, tham, sân, si, hơn thua, ác độc tranh giành đố kỵ, mình có thương không quý Phật tử? Thương, Phật rất thương chúng ta. Và Phật như thế nào? Thức chúng ta dậy để cùng ngắm ánh bình minh. Ánh bình minh gì? Chánh pháp. Ánh bình minh gì? trí tuệ, hiểu biết và tình thương yêu. Chỉ có điều Phật thức chúng ta, Phật đợi chúng ta, nhưng mà mình càng tu, mình càng bước lùi. Phật không kéo chúng ta đi được. Thương chúng ta, Đức Phật chỉ chỉ cho chúng ta con đường. Quý vị tự nhớ này, Đạo Phật không có quan điểm ban phước giáng họa. Tại vì Đức Phật không phải là một vị thần linh ban phước giáng họa. Đức Phật không cho chúng ta phước, Đức Phật cũng không giáng hòa cho chúng ta Mà lâu lâu mình hay đổ thừa cho Phật lắm Ví dụ Gia đình chúng ta có một cái biến cố nào đó Hoặc là bản thân chúng ta có một cái bệnh nào đó Hoặc là bố mẹ chúng ta có một cái trở ngại nào đó Mình quỳ trước Phật, mình phát nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam mô Đại Bi Quán Tam Bồ Tát Con phát nguyện ăn chay trường 3 tháng Để con hồi hướng công đức cho là mẹ của con đang cấp cứu Và khi chúng ta thiết tha lễ Phật như vậy Thì về 10 ngày sau Mẹ mình như thế nào? Thoát cơn nguy kịch 5 ngày sau được về Sức khỏe ổn định Lúc đó chúng ta nói Ồ vậy là xong rồi nha Thế là lúc đó mình mới nghĩ Trời ơi biết rồi trước phát nguyện ăn chay 15 ngày thôi Biết vậy phát nguyện ăn chay một tháng thôi Mà bây giờ phát nguyện ăn chay ba tháng mà mình còn nấu ăn trong gia đình, còn nêm nếm, rồi những lúc công việc còn đi chỗ này, đi chỗ, chỗ kia ăn chay chưa tiền, Thế lúc đó mình lén lén Đức Phật bớt đi hai tháng, còn tháng. Thế là sau khi chúng ta bớt đi ăn chay ba tháng trường, bây giờ chúng ta ăn chay có một tháng à? Thế là có một cái điều gì đó xui xẻo xảy ra, lúc đó mình như thế nào? Mình đổ thừa cho Phật, trời ơi! Chắc làm Phật buồn rồi, nên Phật mới giáng họa cho cho mình trước đó mình hứa ăn chay 3 tháng thế là bây giờ mình ăn chay có tháng à thế là mình Phật lòng Phật rồi làm Phật buồn rồi Phật giận rồi Phật giáng họa cho mình hôm nay gặp xui có nhiều người nghĩ như vậy đó thế là có phải là đổ thừa cho Phật không có đổ oan cho Phật Phật không giáng họa điều đó đâu Phật không giận hưởng như chúng ta đâu hoặc là có nhiều người vậy nè Thưa dạ thưa thầy, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật Đúng ạ. À. Nhưng mà con vào chùa con thấy Đức Phật bổn sư ở đây mà con không niệm ngài thì không được. Thế là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong con niệm niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà con lít nhìn bên cạnh là có ngài Địa Tạng, con phải niệm thêm ngài Địa Tạng. Con lít bên có ngài Bồ Tát Quang Âm phải niệm thêm Bồ Tát Quang Âm. Thế còn ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền nữa, con phải niệm hết. Vì sao? Tại vì con sợ niệm ngài này không niệm ngài kia, ngài buồn. Mô Phật phật đâu dễ buồn như mình vậy. Tức là sao? Tức là khi chúng ta không hiểu Phật đó thì mình hay đổ thừa cho Phật lắm. Chúng ta hay đổ oan cho cho Phật và mình cứ xem Phật là một vị thần linh ban phước giáng họa, trong khi Phật không phải là một vị thần linh ban phước giáng họa mà Phật là một vị đạo sư. Đạo sư. Một vị chỉ chỉ đường cho chúng ta tu tu tập nên Ngài không cho chúng ta phước Nhưng Ngài cho chúng ta con đường tạo ra phước Ngài không tu hộ chúng ta được Nhưng Ngài cho chúng ta con đường tu Để giải thoát và, và giác ngộ Quan trọng là chúng ta có chịu đi hay không Quan trọng là chúng ta có chịu tu hay không Bản đồ đã có trong tay rồi Tam tạng kinh điển Đức Phật đã để lại Những cái phương pháp tu Đức Phật đã để lại những cái giáo lý căn bản cho đến cao siêu Đức Phật đã để lại rồi Quan trọng là quý Phật tử có chịu tu hay không mà thôi Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Đức Phật là một vị đại y vương Tức là chữa lành tất cả những bệnh tâm của chúng sinh Nhưng mà bây giờ chúng ta xem thử Ví dụ quý Phật tử đi bắt mạch nóng gan Ví dụ vậy Họ kê toa mà đúng chúng ta bị nóng gan luôn kê toa rồi hướng dẫn uống thuốc như vậy uống thuốc như kia bao nhiêu ngày như vậy rồi phải ngủ sớm tại vì chúng ta ngủ trễ quá thì thời gian gan làm việc từ 10 giờ cho đến 1 giờ tối là thời gian gan nghỉ ngơi và thải độc mà lúc đó chúng ta còn xem tivi còn lướt điện thoại thì gan không được thải độc nên ngoài vấn đề là uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng chúng ta phải điều chỉnh lại cái gì cái giờ giấc sinh học của mình cho nó lành mạnh tuy nhiên biết bệnh rồi mà về uống thuốc có ba ngày thấy bớt nóng gan bắt đầu như nào ăn uống đồ nóng lại bắt đầu như nào thức khuya dậy dậy trễ bắt đầu như nào bỏ luôn thuốc thì có lành bệnh không lúc đó mình có đổ thừa là thuốc không tốt hoặc là mình đổ thừa là do bác sĩ không tốt không không bác sĩ tốt thuốc tốt nhưng do ai không lành bệnh do mình đúng không ạ nên đức phật đã kê toa rồi chúng sinh có nhiều bệnh lắm trong đó có ba bệnh căn bản là bệnh tham bệnh sân Si Đức Phật kê thuốc hết rồi Bắt mặt cái là biết ngay Chúng sinh này tham này Sân này si này Nhưng bắt mặt xong đồ Đức Phật cho luôn toa thuốc Nhưng mà không chịu uống Tham vẫn còn nguyên tham Sân si vẫn còn nguyên Sân si thì làm sao có thể về với Phật được Nên Đức Phật luôn luôn thương yêu chúng ta Chờ đợi chúng ta Thức chúng ta dậy Cùng ngắm ánh bình minh bất diệt Nhưng mà hỡi ơi Hỡi ơi những đàn con của Ngài vẫn nhắm mắt ngủ trong tham, trong sân, trong si và càng ngày càng xa rời vòng tay của Phật. Tại vì mình không, không tu. Biết như vậy rồi, khi chúng ta có duyên là người phước báo lớn. Chúng ta có lục can đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh ý đầy đủ. Chúng ta sinh ra trong thời có Phật Pháp. Thì bây giờ phải ráng tinh tấn mà tu tập để không phí một kiếp người đồng ý không ký phật tử đồng ý không nên vấn đề mà xem mình luôn luôn là thông minh nhất là tài trí nhất ít bao giờ mà công nhận chúng ta thiếu thông minh kém trí tuệ và thậm chí sự thật đã hết sức rõ ràng rồi mà chúng ta còn đổ lỗi cho người người khác hoặc là đổ lỗi cho hoàn cảnh cho môi trường cho trời cho đất bên ngoài thì xin thưa quý vị tử Mình tu như vậy Mình xa Phật hay gần Phật Càng ngày càng Càng xa Phật Ở đời Thì sẽ có những tiêu chuẩn Để đánh giá Một con người Thông minh Trí tuệ Hay là một con người Vô trí Yêu kém Và Thế Tôn Đức Phật của chúng ta Cũng có những tiêu chí Cũng có những tiêu Tiêu chuẩn cho vấn đề này Và cụ thể Đức Phật căn cứ vào hai điều Hai điều tướng mạo sau đây để xét xem đây có phải là một người có trí hay là người không không trí và đặc biệt có một điều lạ là vậy nè đức phật không căn cứ vào học vị cao hay thấp không nói ô người này là tiến sĩ người này là thạc sĩ người này là cử nhân thì người này là người có trí còn người không bằng cấp hoặc là không biết chữ hoặc là mới học xong cấp 1, mới học xong cấp 2 là người vô trí. Đức Phật không căn cứ vào bằng cấp. Đức Phật cũng không căn cứ vào chuyên môn sâu hay là cả. Một người kỹ sư điện rất là giỏi về điện, một người không biết gì điện nhưng không căn cứ vào chuyên môn đó để đánh giá người này có trí hay là không có có trí. Đức Phật cũng không căn cứ vào một người hoạt ngôn, một người hoạt bác hay là một người chậm chạp để căn cứ này xét là người có trí hay là không có có trí. Đức Phật cũng không căn cứ vào cái vấn đề làm việc và ứng xử Lánh lợi hay vụn về Để xem người này có trí hay là không có Có trí Mà để đánh giá một người có trí Hay không có trí Thì Đức Phật lại căn cứ vào hai điều Sau đây Vậy quý vị tự có muốn biết hai điều nào Hai cái tướng nào để nhìn vào Xem thử người đó có trí Hay là chính bản thân của mình Có trí hoặc là vô trí không Có muốn biết không ạ Rồi cho một tràng pháo tay chúng ta sẽ nghe nhưng trước khi muốn biết đó, chúng ta tắt điện thoại đi nhờ. Tại vì cầm điện thoại lên mỗi người cầm một cái điện thoại là mất đi một tràng vỗ tay. Đúng không? Tại cầm điện thoại rồi làm sao không? vỗ tay được? Vỗ tay rớt cái điện thoại thì không đủ tiền đền nha. Để chúng ta sẽ tập trung nghe pháp đúng không? Để chúng ta chú tâm vào những lời Đức Phật dạy. Nếu muốn nghe lại lên trên trang Facebook của chùa, Facebook của Khải Thành chẳng hạn, đang livestream nè, âm thanh chất lượng hình ảnh đẹp. Đúng không? Tại vì cái góc máy này rất là đẹp, cái góc mặt của cái thành đang là đẹp nhất nhé chế bên này mà, Chứ bên này nó chéo qua góc này, bên này chéo qua góc này, thế là cái tần nhìn cái máy này, cái tần bị lé mắt này, mà cái tần nhìn qua bên này lé mắt kia, thì tôi cho cái tần nhìn một máy thôi, và chúng ta tập trung nghe pháp xíu nữa về công điện thoại lên nhớ vào trang thích khai tần chia sẻ đoạn livestream đó về để tiếp tục nghe pháp lại, đồng ý không? Đồng ý nha. Giờ trời hơi lạnh, bây giờ chúng ta vỗ tay lại cho nó to, cho nó lớn để có không khí nào. Mỗi người sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau là người có trí hay là không có con trí, đúng không ạ? À? Thì tiêu chí đó có thể đúng, tiêu chí đó có thể sai, đúng không ạ? À? Thì bây giờ, chúng ta nghe một người thôi, nghe ai là chắc ăn nhất? Nghe ai? Đúng rồi, nghe Phật, đúng không ạ? À? Mình nghe Phật, thứ nhất kiểm tra lại mình. Mình phải là người có trí hay là người không trí? Bây giờ, chúng ta sẽ nghe cụ thể đoạn kinh này như sau. Một thời Phật ở nước xá vệ rừng kỳ đà vườn cấp cô độc Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo Người ngu si có hai thứ tướng mạo Thế nào là hai? Ở đây người ngu đối với việc không đáng làm mà làm Việc làm sắp xong thì chán bỏ Đó là này các tỳ kheo người ngu có hai tướng mạo này Lại nữa tỳ kheo người có người trí có hai tướng mạo Thế nào là hai? Ở đây, người trí đối với việc không đáng làm thì không làm. Việc làm gần xong, không chán bỏ. Thế nên này các tỳ kheo, hai tướng mạo của người ngu phải nên xa lìa Nên tu hành hai tướng mạo của người trí. Như thế này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 1 Phẩm Hữu Vô. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành, năm 1997 trang 195. Chúng ta cho thêm một trang phóng tay thật to, thật lớn để cùng phân tích. Nếu quý vị tự thấy đó, Đức Phật trong đoạn kinh này, chúng ta có thấy Đức Phật nhắc tới là ai có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân là người có trí. Còn người nào không có bằng cấp là người người không trí không? Không. Trong đoạn kinh này chúng ta có thấy Đức Phật là người nào giàu là người có trí. Người nào quyền là có trí, còn người nào nghèo không có quyền y là người vô trí không? Cũng không. Ở đây Đức Phật có nói một người nào lanh mồm lanh miệng như Khải Thành là người có trí. Còn một người nhiều lúc hơi chậm chạp chút xíu là vô trí không? Cũng không. Mà Đức Phật căn cứ vào hai yếu tố đạo đức căn bản. Điều nào nên làm mà không làm là người không có trí. Cái nào đang làm gần xong mà chán bỏ, bỏ đi không làm nữa là người không có trí. Còn người nào mà điều nào nên làm, đáng làm, họ luôn luôn làm. Cái việc gì đang làm sắp xong rồi, họ tiếp tục làm để hoàn thành việc đó là người có. Còn trí, bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn chút xíu nữa. Phân tích kỹ hơn chút xíu nữa. Thế Tôn đã xác nhận người trí. Cái yếu tố đầu tiên, đối với việc không đáng làm thì làm hay không? Không làm. Các ta nhắc lại nha. Đức Phật xác định tiêu chí đầu tiên Cái tướng đầu tiên của người có trí là Đối với việc không đáng làm thì không Không làm Vậy xin hỏi quý Phật tử Việc không đáng làm ở đây là việc gì? Việc gì? Chính xác là việc làm ác Quá trí tuệ cho một tràng pháo tay Nên chùa chúng ta tính là cái tên cũng hay nhỉ Hải Vân Sơn Có như là bao hàm Đà Nẵng đấy Để Ngồi trên xe với với anh tài xế Với Phật tử Mới nói là Đà Nẵng chúng ta thì diện tích không quá lớn Cái thành phố Đà Nẵng của mình gọi là thành phố Đà Nẵng Nhưng mà chỉ bằng một cái quận của thành phố Hồ Chí Minh thôi Cái Phật tử Nhưng mà được cái như này Có biển không? Có biển Có sông không? Có luôn Có đồi núi không? có luôn rồi có nhà cao cửa rộng không có du lịch không có tiền không <laughs> có nghĩa là đủ hết một cái thành phố chỉ bằng một cái quận của thành phố Hồ chí minh mà đủ sông này suối này bây giờ chúng ta nhìn thấy rõ không tại vì khi cái tần đi lên đây cái thành nó ô bên này là núi này rừng này đồ đi qua biển này đúng không ạ à? À, có nghĩa là đủ hết mà chùa mình là cũng có đủ Hải là gì biển, vân là gì mây sương là gì trời ơi giống đà nẵng rồi nên hỏi ra biết liền đúng không nên đức phật nói yếu tố đầu tiên cái tướng đầu tiên để xác định người có trí hay là không là gì nếu đây là việc không đáng làm thì đừng bao giờ làm và người trí họ làm như vậy họ thấy rõ việc này không nên làm không nên nói không nên nên nghĩ họ sẽ không nói không làm không nghĩ điều đó và ở đây việc không đáng làm đó là việc ác việc xấu việc bất thiện và đã là việc ác việc xấu và việc bất thiện nó sẽ gây ra nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân mình và tạo ra khổ đau cho người khác trong hiện tại và tương tương lai tại vì nhắc lại chúng ta chúng sinh là chủ nhân của nghiệp và cũng là thừa tự của cuốn nghiệp, Việc làm của mình làm Ai chịu trách nhiệm Mình Mình tự làm đó mình tự chịu Lời nói của mình Mình tự nói mình tự chịu Ý nghĩa của mình mình tự nghĩ mình tự tự chịu Nên chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Và là kết quả là thừa tự của nghiệp Hiện tại bây giờ Chúng ta đau khổ hay là hạnh phúc Chúng ta giàu hay là nghèo Chúng ta đẹp hay là xấu Chúng ta khỏe hay là yếu tất cả đều do lời nói ý nghĩ việc làm trong quá khứ nó tạo ra bây giờ của mình hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại cũng do những lời nói ý nghĩ việc làm trong quá khứ tạo tạo ra và trong hiện tại này chúng ta lại có lời nói việc làm ý nghĩ mới và lời nói ý nghĩ việc làm trong giây phút hiện tại này nó kiến tạo một đời sống tương lai cho chính bản thân của chúng chúng ta nên những việc không đáng làm tức là những việc làm ác bất thiện nó sẽ gây ra tổn hại cho mình trước rồi gây ra tổn hại cho người và tạo ra cái khổ đau trong hiện tại và cho tương tương lai vậy cụ thể một số điều mà không đáng làm không nên làm gồm có những điều gì à, là gì Dạ Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê luôn nhé Liệt kê từng cái một Tại vì học Pháp á Quý phải tự lưu ý nè Học phải tới nơi tới chốn Tu phải tới nơi tới chốn Bây giờ mình nói là những việc không đáng làm Mình đừng làm là người có trí Vỗ tay Nhưng cuối cùng Về hỏi Việc không đáng làm là gì Hồi nãy quên hỏi thầy cái thành rồi Thế bây giờ đâu biết việc gì để tu Nên lúc nãy chúng ta đang đến cái bước số 2 này một người có trí là một người việc không đáng làm Có làm không? Không làm Xong bước 1 Bước 2 mình xác định việc không đáng làm là việc ác hay là việc thiện Việc ác Mà việc ác là gì? Là việc làm gây ra nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người trong hiện tại và cho tương lai like. Còn số 3 mình phải hỏi bằng được Vậy những việc nào là không đáng làm? Thì chúng ta sẽ gồm có những việc không đáng làm sau đây Ở trên thân của chúng ta có những việc không đáng làm đó là gì? Một, sát sanh hại vật Hai, trộm cắp của người Ba, tà dâm ngoại tình Đó là ba việc ác trên thân Không đáng làm, không nên làm Được không? Được chưa? Đó là cái tần, cái tần to đùng Có ba cái, nhắc lại nhé Không sát sanh hại vật Không trộm cắp của người không tà dâm ngoại ngoại tình bây giờ mà không phân tích nữa nhé cái này là chúng ta đã học từ lúc mình quy tam bảo rồi đúng không tập thiện nghiệp rồi bây giờ mà cái thành phân tích nữa là ra 90 phút nữa bây giờ nói tới đây thôi chúng ta tự học thêm nhé rồi toàn thân chúng ta to đùng như vậy có ba cái ác thôi nhưng cái miệng chút xíu thôi nè nhưng có mấy cái ác bốn cái ác cái miệng nó ghê lắm mở miệng lên khép miệng lại tốn có vài calo nhưng nghiệp tụ vần môi là có thật mà tạo hóa đã cho chúng ta một cái thông điệp cho chúng ta một bài học mà mình không đọc ra cái miệng chúng ta hình gì hình gì hình gì hình trái tim cái môi nè trời ơi hình trái tim nè đúng không và cái môi màu gì màu gì màu hồng màu đỏ nếu không đỏ không hồng một là đi tô son hai đi xong đặc biệt là mấy bà đó mấy ông thì không xăm được mấy bà mà đi đám cưới là phải mua phải đỏ chót cơ một là xăm hai là gì tôi có nhiều người xăm chưa chưa đủ tôi thêm cái nữa tức là mình luôn luôn biết cái môi mình là hình trái tim cái màu môi là màu hồng hoặc là màu đỏ tạo hóa cho chúng ta điều đó nhắc nhở gì hãy nói lời yêu thương xuất phát từ trái tim nhưng mà cớ sao miệng thì trái tim mà nói toàn lựu đạn không à miệng trái tim mà toàn là dao là búa không à chúng ta biết lời nói dao búa không nói một cái là người kia đau tim có không có lời nói nói một cái là người ta phải rơi nước mắt có không có nhiều lời nói làm người ta tổn thương đến mức độ họ tự kỷ trầm cảm và thậm chí tự tử có không lời nói cái miệng của mình ghê lắm nên lời nói không là dao mà sao khiến tâm tim ta đau nhói. Lời nói không là khói mà sao khoe mắt cay cay. Lời nói không là gió mà sao đưa chúng ta sao mãi. Tại vì mình không biết cái dấu hiệu, cái tín hiệu tạo hóa miệng hình trái tim. Môi hình trái tim và màu đỏ. Thì nhắc nhở rằng cái miệng này nè, cái môi này nè, cái màu này nè. Nhắc nhở hãy nói lời yêu thương xuất phát từ trái tim. Nhưng mà thường thường đó, lựu đạn nè kéo nè gươm nè búa nè khói nè hơi cay này cũng từ cái miệng ra không à nhưng cái miệng này có bốn điều ác cần phải tránh thứ nhất là gì không nói dối một là một hai là hai phải trái trắng đen thiện ác trước sau rõ ràng không được nói dối chỉ trừ một số trường hợp ca biệt Ví dụ Hai vợ chồng Ông chồng ông say về Ông đánh bà vợ Ông cầm một cái cây to Ông rượt bà vợ Chạy qua nhà của mình Bà vợ sợ quá Núp Thế ông chồng nó có thấy vợ tôi đâu không Nhắc lại Thế là gặp Thầy Khải Thành nói không được nói dối nha à. Thế bắt đầu chỉ luôn Thế là bà Thế ông chồng vô như nào Ông tặng cho bà vợ sừng mặt Thì xin thưa lúc đó được quyền nói dối không? được quyền nói dối được quyền nói dối hoặc là có một ông thời sang ông đi bắt con đi bắn cái con kia mình thấy con kia thẳng, rõ ràng nó chạy vào cái ngã ba kia nhưng gặp mình một cái họ có thấy không nó không thấy hoặc là chúng ta chỉ hướng khác hoặc thông minh hơn chút xíu nữa là vậy nè ví dụ chúng ta đang ngồi vậy đúng không ông thời sang, ông chạy tới ông hỏi có thấy cái con vật kia chạy qua không rõ ràng là mình thấy đúng không ạ à? Nhưng mình đang ngồi vậy chúng ta xích nhẹ qua góc bên này từ lúc tôi ngồi như vậy tôi không thấy con nào chạy qua đây cả tức là mình không có nói dối mà mình vẫn né được cây đó à chúng ta hiểu điều này không hiểu mà chưa vỗ tay thường thường hiểu là vỗ tay liền mà cũng hơi ngờ ngờ đúng không chưa hiểu đoạn này đúng không hơi ngờ ngờ chưa vỗ tay mà bây giờ hiểu chưa chắc chưa rồi Tức là mình ngồi như vậy thì mình thấy rõ cái con vật kia nó chạy hướng đó Nhưng bây giờ mình ngồi qua đây rồi thì từ lúc mình ngồi như vậy đâu có thấy đâu Đấy, tức là chúng ta cũng khéo léo, mình lách được chút xíu Đúng không ạ? Còn lại những vấn đề khác Đúng là đúng, sai là sai, phải trái trắng đen trước sau rõ ràng Đừng bao giờ vì lợi cho mình hại người bắt đầu nói dối Đặc biệt là những người bán hàng đa cấp Cái sản phẩm nói thẳng ra Tốt nhưng ở một phương diện một khía cạnh nào đó thôi. Bây giờ cứ nói cái sản phẩm này tốt lắm, sản phẩm này ná bôi lên mặt hết ná, bôi lên mặt hết mụn, mà thậm chí cái cổ đang đau á, bôi sao cổ nó hết đau, tao nói trời ơi mỹ phẩm sao giống như là thuốc xoa bóp vậy? Rồi uống cái gói trà này vào á, tim mạch cũng hết, phổi cũng hết, gan cũng hết, nóng luôn. Rồi như đào thải chất độc ra, rồi xương khớp cũng hết, mô phật, bệnh việt, dẹp hết. Đúng không quý Phật tử? Thế mà họ vẫn nói. Tức là sao? Họ vì cái lợi trước mắt của mình mà sẵn sàng bóp méo đi sự thật. Thì người này có phải là người có trí không? Không, không phải người có trí. Người có trí là họ không nói dối. Nhớ điều đó nha. Nên quý Phật tử cũng vậy. Từ đây về sau, trừ một số trường hợp cá biệt, cứu người, giúp người, cứu vật, giúp vật. Còn tất cả hãy tôn trọng sự thật. Tại sao? Mình tu mình thành Phật mà. Muốn thành Phật thì phải thành thật được không? Được nha. Điều thứ hai, cái ác thứ hai, cái miệng đó là không được nói lời ác độc, không được trù. Mày là cái thứ chết bờ, chết bụi, mày là cái thứ trời đánh, mày là thứ xe tông. Rồi đào mồ, rồi cuốc mã, tức là chửi họ chưa đã, bắt đầu đào mồ, cuốc mã. Bao nhiêu lời ông cố, ông lũy đào lên hết, nói những lời ác độc. Cái miệng ghê không? Cái búa, đúng không ạ? À? rồi cái xe anh chỉ xúc được một miếng đất thôi còn cái miệng của mình nó đào từ cái thời cố lũy của người khác chửi moi móc lên hết ở đây có ai đã từng chửi như vậy chưa ai có kinh nghiệm đứng lên cho thầy coi nè mấy người cười to hay có kinh nghiệm lắm nha tức là khi mình chửi cái người kia chưa đã bắt đầu mình sẽ tìm đến nguồn gốc của người kia mình kêu tên cha tên mẹ của họ đang chửi đào mồ quốc mã ra chửi có không đấy đó là những lời ác độc mình là người đệ tử Phật có nên nói điều này không? Không nên nói lời ác độc Đó điều thứ thứ hai Điều thứ ba Không nên nói lời chia rẽ Cuộc đời này vốn đau khổ Xuyên đảo tranh chấp Hơn thua Tại vì có nhiều lý do Trong đó có một lý do là nói những lời chia rẽ nhau Hai người đang thương yêu nhau Mình không được thương yêu bắt đầu khởi cái tâm đố kỵ Gặp người này trời ơi Tại sao mà chị chơi được với cái cô này trước mặt chị như vậy đó sau lưng gặp em toàn nói xấu chị không à gặp cái người kia cũng nói như vậy trời ơi tao chị hiền quá em thấy chị có cái tâm từ bi nhưng chị ơi từ bi phải có trí tuệ nha đừng thấy người ta trước mặt như vậy sau lưng họ như vậy chính em nghe rõ này nhưng mà em nói chị đừng nói với người đó nha dặn lại câu đó nữa hãy có kinh nghiệm nghe không đây kinh nghiệm nghe nha chưa nói nha kinh nghiệm nghe thôi bảo nói thế là hai người đang thương yêu nhau mà dằn một câu là gì Em nói với chị là em thương chị, em muốn giúp chị Mà chị nói ra cuối cùng họ quay là họ nói em thì tội em lắm Nên chị hứa với em, chị không nói em mới nói Bên kia vâng hứa, lỡ hứa rồi đây là tự nhiên nghe cái thông tin đó Không đủ niềm tin với nhau thì ghét nhau, chia rẽ nhau, không nhìn mặt nhau nữa Có không? Có, cũng do cái miệng ra Nên lời nói không là gió Mà sao khiến chúng ta xa mãi là vậy đó Bây giờ chúng ta là người đệ tử Phật Thì có nói lời chia rẽ không? không nói lời chia rẽ mà ngược lại chúng ta hãy nói lời hòa nhã kết nối yêu thương với nhau được không quý phật tử được nha cái điều ác thứ tư ở miền đó là nịnh hót đấy nịnh hót tức là vì lợi cho mình biết điều đó là không phải mà định tới nơi tới chốn tới nóc luôn để làm gì lấy lòng lấy lòng để có lợi cho mình cuộc đời này có không có trời ơi họ ngọt như mía lụi Ngọt lắm Mà cái tình được một cái Ai mà ngọt là cái tình sợ quý Phật tử Thiệt Cái tình sợ ngọt lắm Tại vì ngọt nếu mà ngoài đời mà ăn ngọt nhiều Trước sau gì cũng tiểu đường Ăn ngọt nhiều thì tiểu đường Mà mình nghe lời ngọt ngào quá Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây Đúng không? Nên ngọt cũng được Mà thẳng thắn cũng được nhưng miễn sao cái lời nói đó phải đúng sự thật, hợp với với sự thật, đồng ý không ký Phật tử? Đồng ý không? Còn lại mà chúng ta ngọt ngào theo kiểu lấy lòng, ngọt ngào theo kiểu nịnh hót thì có nên không quý Phật tử? Không nên. Và là người đệ tử Phật không được nên ngọt ngào nịnh hót lấy lòng người khác để chuộc lợi cho mình được không? Được nha. Đó là ba cái ác trên thân không nên làm Nhắc lại không sát sinh Hại vật thứ hai không trộm cắp Của người thứ ba không Tà dâm ngoại tình Cái miệng có mấy cái Bốn cái nhớ cái miệng nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh mà cũng ghê lắm nha Bốn cái thứ nhất Không nói dối Không nói lời ác độc Không nói lời chia rẽ Và không nói lời nịnh hót lấy lòng Được chưa Còn bây giờ cái tâm chúng ta lại có ba cái Tham Sân và si đó là ba cái về về tâm tức là nhận diện được ba cái ác trên thân không làm nhận diện được bốn cái ác ở miệng không nói nhận diện được bốn ba cái xấu ở ý là tham là sân là si không tư duy không suy nghĩ đến tham đến sân đến si tức là chúng ta biết những việc không đáng làm không nên làm từ bỏ không làm đó là người có trí đồng ý không đồng ý nha vì vậy nếu chúng ta là người đệ tử phật hoặc là một người nào đó mà lập được cái hạnh đó là gì ạ không làm các việc ác chỉ xuyên căng chỉ xiên làm các việc việc lần thì đây là một người có có trí và khi chúng ta nhận diện rõ việc không đáng làm thì khó hay dễ không dễ đâu nha không dễ phải có trí tuệ với phật tử ạ phải có trí tuệ dữ lắm đặc biệt là cái ý tham sân si á nhiều lúc nó tham mình không biết là tham nó si mê mình không biết là si mê thậm chí sân hận không biết là sân hận mình lớn tiếng với một người nào đó người kia nhắc lại chị ơi nhỏ tiếng thôi chị sân ai làm gì mà nói tiếng Trời ơi có không có cái thành gặp người này rồi rồi thấy người kia đang la người kia mình sợ quá mình ra mới nhắc vừa nhắc xong rồi quay lại, họ chửi mình họ nói làm gì mà sân hận làm gì mà, mà trong lúc đó họ đang sân luôn Tức là chúng ta nhận diện được điều nào không đáng làm Đây vốn là một điều không phải dễ đâu quý Phật tử Không phải dễ đâu Chúng ta phải có trí tuệ Hoặc là chúng ta phải có sự lắng Lắng nghe thì mình mới nhìn nhận được điều nào là điều không đáng làm Nãy giờ thầy trò chúng ta nói là hiểu liền Tại vì mình là người có tu Mình là người đệ tử Tự Phật và quý Phật tử đây tu lâu rồi Để nghe là hiểu và chấp nhận Nhưng ở ngoài ngoài mà họ không tu đó Họ nghe họ không chấp nhận đâu Ví dụ ai nói tôi một lời nào đó hung ác Tôi phải chửi lại nói chứ tôi im thì tôi thua sao, đúng không ạ? À? Còn mình để tử Phật thì một điều nhịn, chín điều lành. Nên khi mà nhận diện được đâu là việc không đáng làm, vốn là điều không phải dễ. Nhưng khi nhận diện được những điều không đáng làm để rồi phát huy cái ý chí, cái nghị lực để kiên quyết không làm những điều đó lại càng khó hơn. Ví dụ lúc này chúng ta thấy này, cái miệng của mình là gì? Lời nói không là dao mà sao làm tim ta đau nhói Lời nói không là khói mà làm khóe mắt cay cay Lời nói không là gió mà khiến ta xa mãi Hãy nói lời yêu thương kết nối với nhau Hiểu không? Hiểu Nhưng mà ra ngoài mắt đôi giáp hoặc ai đụng vô mặt một cái là bắt đầu Búa rồi đau nó phóng vèo 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 Có không? Có đấy nên nhận diện được cái điều đó là không nên làm nhưng để tránh được điều đó không làm điều đó chúng ta cần phải có ý chí chúng ta phải có nghị lực trí tuệ tinh tấn và bền bỉ đồng ý không quý phật tử đồng ý không? Nên khi nhận diện ra vấn đề rồi thì chúng ta nhớ bước tiếp theo là gì phát huy cái lý trí cái nghị lực để quyết định không làm dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được làm những điều á à, không nói những điều À, không nghĩ những điều điều sai lầm như vậy. Và ngay đây, người trí là người đủ khả năng, đủ ý chí, đủ tinh tấn để vượt qua và chiến thắng chính mình. Trước gì? Trước sự cám dỗ, thôi thúc bởi tham dục. Chiến thắng mình trước cái gì? Trước sự bùng phát của cái cơn lửa nóng giận, cơn bão nóng giận. Bây giờ mình biết xanh là gì? Một ngọn lửa xanh đốt cháy cả cả rừng công đức. Nhưng mà có nhiều lúc họ chọc tức quá, Thầy ơi con tức quá cho con nghỉ tu 3 phút con xử nó Lúc đó có cái ngọn lửa xanh Và không gọi là ngọn lửa xanh mà ngọn bão xanh khởi lên Thì lúc đó chúng ta có đủ khả năng chiến thắng chính mình hay là là không Hoặc là chúng ta phải chiến thắng trước sự mềm yếu Trước sự yếu đuối, trước sự mê mờ của của tâm trí Và nếu ai có thể làm chủ được mình Ai có thể vượt qua được giới hạn chính mình Ai có thể chiến thắng được chính mình Thì đây là người có trí được không quý Phật tử? Được không? Đó là yếu tố thứ nhất. Đức Phật nói người có trí là người biết được việc nào không đáng làm thì không. Không làm. Bước cái hai. Cái tướng thứ hai mà Đức Phật căn cứ vào đó để xem người này là có trí hay là không có trí. Đức Phật nói rằng việc làm gần sông không chán bỏ. Đây là một biểu hiện thứ hai của người có có trí. Vậy việc làm gần sông không chán bỏ là việc gì? Gì? Chính xác đó là việc thiện Có nhiều người Việc thiện ban đầu họ làm rất tốt Rất mạnh Ví dụ ngồi đây nghe Pháp này Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc Nhưng có nhiều người trong lòng Nôn nóng lắm Việc nhà, việc cửa Việc con, việc cơm Việc nước, đúng không ạ à? Thế là ngồi đây có 10 phút nữa là xong Thời Pháp trọn vẹn rồi Nhưng bắt đầu lung lay rồi đó đó chỉ là vấn đề nghe Pháp chứ Còn vấn đề chúng ta ngồi trì chú niệm Phật tọa thiền để tâm nó nhiếp Mới có 15 phút nhiếp mà Rồi hai phút sau nó loạn bỏ luôn thời tu Đáng lẽ lúc đó mình phải quay trở lại nhiếp tâm chứ Tức là việc thiện đang làm Cố gắng mà làm Đừng chán bỏ Nên thường thường là vậy này Nhất niên Phật tài tiền Nhị niên Phật ra ngoài hiền ngồi Tam niên Thăng thiền Tại là tu như vậy là tu gì? Đầu voi đuôi chuột Điều thiện đang làm Đang làm giữa chừng mà Đi tu giữa chừng Thế là giận người này Buồn người kia Không ưng ý người nọ Bỏ chùa, Không tu nữa Đó là việc thiện Việc đang làm gần xong Mà chán bỏ Đây không phải là người trí Còn một người trí là gì? Việc làm gần xong rồi Họ không bao giờ chán bỏ Đây là một biểu hiện khác Của người có trí Đồng ý không quý Phật tử Đồng ý không? nên trong một bài kinh khác Tế Tôn là có ảnh dụ rằng chúng ta biết cái hình ảnh thời nay thì cành lửa thì chúng ta chỉ cần cái hộp quẹt đúng không? Quẹt cả là lên liền nhưng thời xưa cành lửa họ phải dùng hai cục đá họ chà vào nhau đúng ạ để có cái ma sát có cái nhiệt độ rồi nó mới nóng lên. hoặc là dùng hai cái cành cái cây á cây khô chà vào nhau để làm gì? để nó đủ độ nóng nó phát ra là lửa. thì khi chà vào nhau chuẩn bị nó phát ra lửa rồi thì lúc đó sao? mình không chà nữa bỏ giữa chừng, mỏi tay quá, bỏ xuống rồi bà đó ngủ chà tiếp. Thì chà từ ngày này sang ngày khác, lửa bên không cháy. Vấn đề tu học chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy con gà nó ấp trứng này, mấy ngày nó nở? 21 ngày nó nở trứng, 21 đến 25 ngày nhỉ Phải không ta? Đúng, không biết đâu. <laughs> 21 đến 25 ngày mà chúng ta thấy mỗi lần con gà mái nó ấp trứng đó, nó đói, nó khát, nó chạy xuống, nó ăn chút xíu, nó nhảy lên liền để trứng vẫn còn độ nóng. Thì chưa bao giờ thấy một con gà mái ấp trứng mà nó ấp nửa tiếng chạy đi chơi hai tiếng. Ấp cả đời trứng cũng thúi, đúng không ạ? Thì tu học cũng vậy quý Phật tử gặp. Việc thiện đang làm cố gắng kiên trì bền bỉ, phát nguyện, phát tâm, dũng mãnh, tinh tấn mà làm, đừng bị bất cứ một vấn đề nào hoặc là đừng vì cái sự chán nản mà bỏ giữa chừng mà mất đi. Mình là một người trí tuệ Được không quý Phật tử Được không ạ nên có cây lấy lửa Ví dụ cho việc tu tu hành Khi lửa chưa bùng cháy Thì cái việc có hai cái cây lại không được Dừng Nhớ nha Khi bén lửa rồi Mới tính Còn bây giờ chưa bén lửa Ráng mà Mà kiên trì Để chúng ta biết Trong bác chánh đạo Có một yếu tố nhắc đến vấn đề Tinh tấn bền bỉ Đó là Chánh gì Chánh tinh tấn Bác chánh đạo gồm có Hết giờ rồi Cái thằng nói nhanh luôn nhé Chánh kiến Chánh tư duy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì trong bát chánh đạo có chánh tinh tấn. Thoạt nhìn thấy chánh tinh tấn rất bình thường nhưng nó có công năng cực kỳ quan trọng và ý nghĩa trong vấn đề tu tập thăng tiến và đạt chứng được đạo quả. Nhớ điều đó. Nên quý vị tự nhớ rằng mỗi lần mình khổ, mỗi lần mình xiền đảo, mỗi lần mình muốn bỏ chùa, mỗi lần mình muốn bỏ sự tu tập Mỗi lần mình muốn đốt luôn cái lá phái, xé luôn cái pháp dân. Mỗi lần mình đang làm điều thiện mình chán quá, hãy nhớ lại vì sao mình làm điều này, giữ cái tâm đó, nhớ lại cái sơ cơ, cái sơ tâm ban đầu mà tiếp tục tinh tấn tu tập, đừng bao giờ. Nên bây giờ mọi người sẽ đọc cùng cái tần câu này nhé. Dù có khổ, quyết không đổi hướng. Chỉ một đường cao thượng mà đi có chắc không? Cho một tràng pháo tay. Nên hôm nay chúng ta đến với bài pháp thoại ngắn này. Trong đó Đức Phật có nói hai yếu tố cực kỳ căn bản. Đó là không làm điều, điều ác. Đó là yếu đầu tiên. Thứ hai, không chán bỏ, không chán nản, không bỏ cuộc. Và kiên trì, nhẫn nại, quyết làm xong việc thiện mới, mới thôi. Đó chính là hai tướng mạo của người có trí. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ Người có trí không phụ thuộc vào bằng cấp Vị trí xã hội, tài sản ít hay là Nhiều, đẹp hay là xấu, khỏe hay là yếu Mà phụ thuộc vào hai điều Thứ nhất, điều ác không làm Đây là người có trí Thứ hai, điều thiện đang làm Quyết tâm làm cho đến lúc nào thân tự thì thôi Đó là người có trí Vậy hai yếu tố này ai đạt được rồi giơ tay cho đạo tràng vui nào Có ai không? Hay là khiêm hạ con dám giơ tay thì thôi khi nào có duyên gặp lại nhé cho Từ hôm nay cho đến ngày chúng ta gặp lại Có thể là năm sau mới gặp lại đấy nha Năm sau mới gặp lại Tại vì còn vài ngày nữa là hết năm 2024 rồi Đúng không nhỉ? À, 2323 23, Trời già rồi bị Covid đó quý Phật tử Bây giờ cái gì nói sai, nói nói nhầm là cái độ thừa cho Covid thôi Vài ngày nữa là chúng ta hết năm 2023 rồi Năm 2024 nếu đủ duyên Thầy trò chúng ta sẽ gặp gặp lại và đến đó hỏi hai cái này nhớ trả lời giống mảnh để khẳng định mình là đệ tử của phật mà con của phật con nhà tông không giống lông cũng giống giống cánh thì phải là người có có trí nha nên kính chúc toàn thể nam đều quý phật tử thanh khỏe tâm an tinh tánh, tu hành gieo trồng được nhiều thiện pháp và đạt được hai tướng của người có trí nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật